Tiếp tục hải trình, chiếc đại du thuyền Norwegian Star đã đưa chúng tôi đến một hòn đảo tuyệt đẹp khác của Hy Lạp. Đó là đảo Kefalonia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Ionian ở ngoài khơi phía Tây của đất nước này. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ngay tại trung tâm của thành phố Agostoli trên đảo Kefalonia. Thưa quý vị, hòn đảo này là một hòn đảo rất là đẹp. Tuy nhiên, khác với những hòn đảo ở phía nam của Hy Lạp, thì Kefalonia có khí hậu ôn hòa hơn, mát mẻ hơn. Vì vậy, cây cối ở đây cũng xanh tươi hơn. Thêm vào đó, có một điều khác biệt là nếu như ở các hòn đảo ở phía nam của Hy Lạp, với những căn nhà sơn toàn màu trắng, ngay cả nóc nhà cũng màu trắng, thì ở Kefalonia, những căn nhà ở đây đã có màu sắc với mái ngói màu đỏ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị cùng ghé thăm hòn đảo này với thủ phủ Agostoli. Kefalonia gắn liền với nhiều câu chuyện cổ của Hy Lạp. Trong đó có người tin rằng hòn đảo này chính là Ithaca, vương quốc của vua Odysseus. Hòn đảo Kefalonia rộng gần 800 cây số vuông với dân số hơn 35.000 người. Cùng số phận với những hòn đảo khác trong quần đảo Ionian, Kefalonia từng bị nhiều thế lực chiếm đóng như đế chế Byzantine, Cộng hòa Venice và sau này là người Pháp, người Anh, Ý và Đức, vân vân. Mãi đến năm 1864, quần đảo Ionian, trong đó có Kefalonia, đã được Vương quốc Anh trao tặng cho Hy Lạp, chiếu theo một hiệp ước được ký kết giữa Anh, Hy Lạp, Pháp và Nga. Agostoli, thủ phủ của Kefalonia, tọa lạc trên một bờ vịnh với những ngọn núi và những khu rừng bao quanh. Khác với những thành phố hay thị trấn trong vùng với nhiều di tích lịch sử, thì Agostoli mới được xây dựng chỉ hơn 50 năm nay. Trước đây, Agostoli có nhiều kiến trúc cổ từ thời người Venice chiếm đóng nơi này. Thế nhưng vào năm 1953, một trận động đất lớn đã biến nơi đây thành bình địa. Thị trấn Agostoli hiện nay có đường xá thẳng thớm rộng rãi. Tuy nhiên ở đây không có những tòa nhà chọc trời, mà chỉ có những dãy nhà khiêm tốn được xây dựng theo phong cách truyền thống của vùng Ionian. Con phố chính của Agostoli rất sầm uất, đặc biệt những lúc có các đại du thuyền khổng lồ ghé thăm. Con phố này có rất nhiều cửa tiệm nhắm vào khách hàng là du khách, như các tiệm bán hàng lưu niệm, các nhà hàng, quán rượu, v.v. Bên cạnh đó thì du khách vẫn có thể tìm hiểu đời sống bình thường của đảo qua các hàng quán, các khu chợ với đa số khách hàng là dân địa phương. Sự hòa đồng, thân thiện của người dân nơi đây cũng là một yếu tố không nhỏ khiến cho đảo Kefalonia thêm phần lôi cuốn. Một con đường khác song song với phố chính chạy dọc theo bờ vịnh cũng là nơi tản bộ của du khách khi ánh nắng bớt gay gắt. Ngồi trong một quán cà phê ở đây nhìn ra vịnh, chúng tôi đã để mặc cho tâm hồn mình lên đên trong một cõi thiên nhiên thơ mộng. Xa xa, chiếc cầu bắc ngang qua vịnh như giang tay mời mọc chúng tôi bước sang một vùng đồi núi bao la xanh thẳm. Không gian êm đềm như một chốn bồng lai hiển hiện ngay trước mặt. Chúng tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài, nghe trời mây non nước len vào từng hơi thở, để rồi chính mình
tan trong cái thiên đường bình yên nhẹ nhõm đó. Kefalonia có nhiều bãi biển rất đẹp, và trong số đó là bãi Miotos cách Agostoli 30 cây số về phía bắc, được xem là một trong những bãi biển ấn tượng nhất ở Hy Lạp. Bãi biển này có hình vòng cung dài gần 3 cây số dưới chân của hai ngọn núi cao. Miotos còn nguyên nét hoang sơ với nước biển xanh màu ngọc bích, ngời sáng trên những bãi cát và bãi sỏi trắng tinh. Từ trên cao nhìn xuống thì bãi biển này trông như một dải lụa trắng mềm mại, nép mình giữa thiên nhiên thoáng đãng. Dù không tắm được một cách thoải mái vì bãi cát trộn lẫn nhiều sỏi, nhưng các du khách vẫn thích đến bãi biển Miotos để tắm nắng, để ngắm sự hùng vĩ của núi non, để đắm mình trong một khung cảnh biển trời bao la tuyệt diệu. Một tuyệt tác thiên nhiên khác ở đảo Kefalonia là hang Melissani, với một hồ nước ngầm trong xanh, lung linh ánh nắng chiếu qua một lỗ hổng lớn trên nóc. Hang Melissani cách thủ phủ Agostoli khoảng 15 cây số về hướng đông, là nơi mà các du khách muốn ghé thăm khi có dịp đến đảo Kefalonia. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, hang Melissani còn mang một vẻ kỳ bí qua một câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện này kể rằng hang Melissani là nơi trú ngụ của một số nữ thần, và chính nơi đây nữ thần Melissanthi xinh đẹp đã trầm mình sau khi tình yêu của cô bị thần Pan khước từ. Hang Melissani cao hơn 35 mét, rộng 40 mét và dài hơn 160 mét. Hang được chia thành hai phần, ngăn cách bởi một hòn đảo nhỏ. Chính tại hòn đảo này, vào năm 1962, nhà khảo cổ học Marinatos đã tìm thấy một số di vật được tạo tác từ thế kỷ thứ tư và thứ ba trước công nguyên. Trong đó có một bức tượng nhỏ của thần Pan và một dĩa đất nung khắc hình những nữ thần đang nhảy múa. Điều này đã đặt ra nghi vấn rằng liệu nơi đây gần 2.500 năm trước từng là nơi thờ phượng thần Pan và các nữ thần hay không. Hồ nước trong hang Melissani có nước lợ trong vắt, có thể nhìn tận đáy dù có độ sâu tới 30 mét. Ánh nắng chiếu từ lỗ hổng trên nóc hang và mặt hồ càng làm rực rỡ thêm cái màu xanh ngọc của nước, đồng thời khiến cho không gian thêm phần ảo diệu. Những cột thạch nhũ dọc theo vách hang qua các tia sáng lung linh phản chiếu theo từng nhịp chèo cũng ít nhiều gợi cho trí tưởng tượng hình ảnh của các câu chuyện thần thoại. Đâu đây hình như có tiếng hát du dương của các nữ thần, đồng đưa theo tiếng sóng lăn tăn vỗ vào màn thuyền. Chúng tôi đã rời đảo Kefalonia khi ráng chiều vừa chạm những ngọn núi xa xa. Thời gian chỉ một ngày hình như quá ngắn ngủi cho một chuyến viếng thăm hòn đảo xinh đẹp này, với biết bao địa danh gắn liền với các câu chuyện thần thoại đầy màu sắc kỳ bí của Hy Lạp. Thưa quý vị, hòn đảo Kefalonia với thủ phủ Agostoli rất đẹp, với những làn gió mát dịu thổi từ Địa Trung Hải. Thêm vào đó, nơi đây mang đậm phong cách, mang đậm văn hóa của một vùng biển đảo của Hy Lạp, chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho du khách. Và việc tiến tường thuật ngay tại trung tâm của thủ phủ Agostoli
trên đảo Kefalonia ở Hy Lạp.